thì gọi là con cá chỗ này thì mình không biết là các bà gọi là cá gì, nhưng mà ở Hải Bình mình gọi là con cá ghé này. Đấy, con cá ghé. Con này thì riêng con này chỉ có một là kho lạc lạc, kho nhạt nhạt đấy, hoặc là nấu canh chua. Nấu canh chua ăn rất là ngon. Cá này cũng bây giờ đây cũng béo đây. Tất cả các loại cá mình mới vừa giới thiệu đều là mới vừa đánh về hết. Đấy, mới vừa đánh về. Tươi lắm, đang man rất là tươi. Cá vẫn còn nhớt, sờ vẫn đang còn nhầy nhầy nhớt. Đấy. Ok. Thôi đi rồi. Giờ tí lên phút. Mang rau mang thốt ra đây để bắt đầu. Cá này cá chỉ quên mất tiêu rồi. Con cá ghé. Ghé. Cá này mà cá ghé con. Ở ngoài con cá ghé. Ở đây là gọi cá bạc má. Cá đây có phải cá bạc má đâu má. Cá nục. Cá chì vàng. Chả chì vàng nữa, đúng rồi, mù quá, mù cũng lên với cá biển đây. Ở nơi đây là gọi cá chì vàng đó. Không phải. Chì vàng rồi, cá đấy mà chì vàng. Cá chì vàng, nhưng mà không có xanh. Cá nhưng mà cá màu xanh. Để cái nói mà mình nữa.